Chào mừng quý vị đến với chương trình phóng sự của đài VOA. Các nước châu Á đang phát triển lực lượng hải quân vào thời điểm đang có tranh chấp chủ quyền hàng hải đối với quyền đánh bắt thủy sản và đối với triển vọng có nhiều dầu hỏa. Trung Quốc đang dẫn đầu việc nới rộng lực lượng hải quân và video sau đây cho thấy điều này mang ý nghĩa gì. Trung Quốc đang hiện đại hóa hải quân với chi phí mới cho tàu khu trục lớn nhỏ, tàu ngầm và tàu sân bay. Nhưng theo lời giáo sư Jeffrey Till, Bắc Kinh vẫn còn một chặng đường dài để đi. Hải quân Trung Quốc có thể gọi là một anh chàng mới nhập cuộc và đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng. Ông Till nói các hoạt động chống hải tặc ở châu Phi xa xôi giúp hải quân Trung Quốc có thêm kinh nghiệm. Nhưng các chính chấp biển đảo ở gần Trung Quốc mới làm các đồng minh Hoa Kỳ lo ngại. Nếu Trung Quốc có chủ ý tập trung bảo vệ nhiều vùng ở Biển Đông hoặc Biển Hoa Đông thì sẽ đặt ra. Tôi không muốn dùng từ rủi ro, mà là đặt ra một hạn chế cho quyền tự do hoạt động của Hải quân Hoa Kỳ trong những vùng cụ thể đó. Hoa Kỳ cũng đang chi tiêu nhiều hơn trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhiều nhất là dành cho Philippines. Ông Thiêu nói, đây chưa phải là một cuộc chạy đua vũ trang tại châu Á, nhưng việc chi tiêu quân sự nhiều hơn làm tăng rủi ro. Bất kỳ lúc nào, trong các tranh chấp ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, cũng có thể dễ dàng biến một cuộc xích mích nhỏ thành một cuộc khủng hoảng quốc tế toàn diện trên biển. Tại Biển Đông, Trung Quốc nói mình có chủ quyền trên một khu vực mà Bắc Kinh gọi là con đường chín khúc bà Ruth Wishwood, giáo sư trường Johns Hopkins nói rằng Washington cần phải có thái độ mạnh hơn. Các tàu chuyến của Mỹ chỉ cần di chuyển thường xuyên hơn tại Biển Đông, thỉnh thoảng tạt ngang qua con đường chính khúc một tí để động viên Trung Quốc phải giải quyết vấn đề dựa trên luật pháp dựa trên tình láng giềng. Chủ tịch Tập Cận Bình nói Hải quân Trung Quốc sẵn sàng bảo vệ biển đảo, và chuyên viên Michael Oslin nói rằng ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại Trung Quốc không có bao nhiêu. Hoa Kỳ càng gây áp lực bao nhiêu thì theo tôi Trung Quốc cũng chẳng có thay đổi gì. Trái lại, càng làm rõ sự khác biệt giữa đôi bên. Thật tình mà nói, vấn đề đặt ra cho Bắc Kinh ở đây không phải chỉ có Biển Đông, mà còn tranh chấp với Nhật Bản ở Biển Hoa Đông và tranh chấp ở bán đảo Triều Tiên. Liệu Bắc Triều Tiên có muốn tiếp tục gây sự với các nước láng giềng hay không? Ông Oslin nói Trung Quốc đứng trước một lựa chọn. Họ có căng thẳng với Ấn Độ, họ có căng thẳng với Nga, họ có căng thẳng với Mông Cổ. Đây có phải là tình hình mà ông Tập Cận Bình mong muốn trong 10 năm tới đây hay không? Tôi nghĩ là không. Các quốc gia lo ngại sức mạnh của Hải quân Trung Quốc, một mặt vẫn muốn buôn bàn với Trung Quốc, mặt khác vẫn muốn hợp tác thêm với Hoa Kỳ về lĩnh vực an ninh.